Tại trường tiểu học Núi Đèo, chiều ngày 3 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023 đối với cấp tiểu học của huyện Thủy Nguyên. Đây là hội thi chuyên môn có tính chuyên sâu, quan trọng đối với đội ngũ giáo viên tiểu học trong toàn thành phố. Tại hội thi, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đi thăm, động viên, tặng hoa và chúc cho giáo viên tham dự hội thi hoàn thành xuất sắc các phần thi, đạt kết quả cao nhất. Tham gia hội thi, huyện Thủy Nguyên có 30 giáo viên tiểu học tham gia thi ở các môn học như toán, tiếng Việt, tiếng Anh, mỹ thuật. Giáo viên tham gia 2 phần thi gồm thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy. Đây là tiết dạy được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước, dạy thử tiết dạy tham gia hội thi trong năm học tổ chức hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy không quá 2 ngày trước thời điểm thi. Tiếp theo, giáo viên trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian ban giám khảo trao đổi. Biện pháp đã được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên giỏi cấp tiểu học và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó. Qua đánh giá, đa số giáo viên làm tốt phần thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của bản thân tại đơn vị công tác. Ở phần thi thực hành, giáo viên chuẩn bị chu đáo, thể hiện được năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hỗ trợ khác, thể hiện tính sáng tạo trong giảng dạy. Hội thi được tổ chức nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của thành phố Hải Phòng. Thông qua hội thi nhằm lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, lao động sáng tạo, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022.